Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Báo cáo với lại các đồng chí, vừa rồi có một nhân viên giao hàng bên vận chuyển Việt theo bút gửi cho mình một cái món hàng của một người anh em ở Lâm Đồng ấy gửi cho mình đấy. Nhưng mà mình bóc ra rồi, nhưng mà mình nghĩ để quay lại để cho các đồng chí xem. Đây này, Việt theo bút đây nhá. Đấy, người gửi này, họ tên người gửi này là Hoàng Văn Sơn ở thôn Quỳnh Châu Đông, xã Lạc gì đấy, khó đọc quá, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đây, đấy, người nhận này, họ tên người nhận này, điện tử Khang này, đấy, số điện thoại của người nhận này, đấy, đây này. Nội dung là âm ly bị hư nhá. Gửi đồng chí sửa đây. Đấy, nội dung hàng hóa này âm ly bị hư, gửi đồng chí sửa nhá. Đấy. Thì mình bóc nó ra rồi, mà bây giờ mới lại quay. Báo cáo với lại các đồng chí, đây là chiếc âm ly người anh em ấy, à, Lâm Đồng gửi cho mình đấy. Con này rất nặng. Con này là một trong những con khủng long của hãng Arirang. Đây này. Có model là SCBA 909P nhá. Con này nó dùng qua 8 con san ken 2 vít, 8 con san ken 2 vít. Con âm ly này rất chi là nặng, chiều sâu này này, 20 này, chiều sâu của nó gần 40 phân nhá. Đấy. Thì biến áp nguồn của nó lại to như cái xoong nấu bột. Đây. Một cửa mic thì còn một cửa mic đây, nó bị gãy cái đầu mic này. Đấy. Nó gãy cũng chẳng quan trọng, mà khi nó đã về đến đây rồi thì đương nhiên là nó sẽ lúc nó trở lại đơn vị thì đương nhiên là nó sẽ phải đầy đủ quân tư trang, cũng như coi như là tư tưởng chiến đấu nó phải vững vàng nhá. Các đồng chí cũng vậy thôi. Đấy, hãy kiểm tra những chiếc âm ly, những chiếc loa, những chiếc đài ở nhà mình. Nếu mà cảm thấy nó có một cái gì đó mà mình chưa ưng cái bụng thì cứ liên hệ với mình nhá. Để mình có khả năng coi như thế là nhiều khi là các đồng chí gửi hình ảnh qua Zalo nữa, hoặc là mình sẽ thăm khám nhá, kê đơn bốc thuốc đông tây y kết hợp để điều trị những cái ban bệnh đấy. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.